Hello, xin chào mọi người, mình là Phương La, mình đã quay trở lại trong clip mới nhất lần này. Có thể nói là dòng A của nhà Samsung vừa rồi rất là hot luôn các bạn. A14 nè, A34 nè và A54 nữa nè. Nhưng mà để nói con điện thoại nào mà giá không quá mắc nhưng lại có hiệu năng khá là ngon nghẻ cùng với thiết kế rất là xinh xẻo á, thì không thể nào không nhắc đến A34 5G mình đang cầm trên tay đây. Thì trải nghiệm một tháng của mình rất là tuyệt vời luôn. Và trong video clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ tất tần tật luôn. Các bạn hãy xem đến hết nhé. Vào video thôi nào. Phải nói là thiết kế của nhà Samsung dạo gần đây á, từ dòng S, dòng A hay là dòng M đều có những cái chuyển biến rất là tốt, rất là tích cực luôn. Thì thiết kế của dòng A năm nay theo mình đánh giá cũng rất là đẹp và rất là hợp ý mình. Thiết kế được tối giản lại nhưng mà vẫn tôn lên được những cái nét đẹp sang chảnh, trendy và cũng như là tinh tế của chiếc điện thoại này. Tuy nhiên sẽ có một cái nhược điểm nho nhỏ như thế này thì sẽ rất là khó phân biệt giữa các dòng với nhau nếu như chúng ta chỉ nhìn qua mặt lưng như thế này thôi. Và rõ ràng với thiết kế như thế này thì nhà Samsung sẽ tiếp cận được với nhiều tệp khách hàng nữ hơn, đặc biệt là những khách hàng nữ đam mê cái đẹp giống như là mình nè. Và màu sắc trên tay của mình là màu xanh bơ, rất là mát mẻ và rất là phù hợp với không khí mùa hè hiện tại luôn. Và các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy một cái dải màu hologram và kiểu nó sẽ phản dạ quang như thế này nè, nên nó sẽ tạo một cái hiệu ứng rất là đẹp, rất là bắt mắt khi mà chúng ta cầm nó trên tay. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ nói về màn hình nhé. Thì con điện thoại này á, nó là điện thoại giá tầm trung thôi, cho nên là chúng ta sẽ không trông chờ quá nhiều về màn hình của con này. Tuy nhiên đổi lại chúng ta vẫn sẽ có được bộ tấm nền là Super AMOLED cùng với độ phân giải là Full HD cộng và tần số quét là 120Hz. Với cái màn hình và cái tần số quét này thì những cái thao tác vuốt chạm nè, hoặc là những cái thao tác mà sử dụng bình thường đa nhiễm á, thì nó sẽ rất là mượt mà, ổn định và hạn chế được cái việc giật lag rất là nhiều luôn. Và đặc biệt là màn hình của con điện thoại này theo mình thấy là nó cũng khá là dày đó các bạn, nên là nó sẽ mang đến độ bền cao hơn nè. Và mình cũng thú nhận luôn là trong một tháng sử dụng á, mình có làm rớt em nó một lần, nhưng mà trộm vía nha, trộm vía thật sự luôn, thì màn hình con này vẫn rất là ổn, không có bị trầy xước cũng như là không có bị vỡ màn hình. Ok, đến phần camera nè, thì con điện thoại này là con điện thoại giá tầm trung thôi, đúng là mình cũng không có trông đợi quá nhiều về camera của những dòng A của nhà Samsung. Tuy nhiên, camera của con điện thoại này là camera trước và camera sau đều khá là xịn sò. Camera sau của nó sở hữu camera tới tận là 48MP, cho nên là những hình ảnh của mình khá là đẹp, khá là chi tiết và sắc nét nè. Còn camera selfie của nó thì sẽ không làm bệt da chủ thể quá nhiều nè. Còn về quay phim thì sao? Con điện thoại này sẽ được trang bị công nghệ chống rung quang học OIS, mặc dù là mình di chuyển khá là nhiều, nhưng mà thước phim tổng thể vẫn rất là ok la, không có bị rung hoặc là giật lag quá nhiều nè. Và đặc biệt là mình nghĩ mình sẽ sử dụng con điện thoại này để mà trở thành idol TikTok các bạn. Còn về hiệu năng thì sao ta? Thì sau một tháng sử dụng, mình xin được đánh giá là theo cảm nhận cá nhân của mình thôi nha. Mình đánh giá con điện thoại này là con điện thoại giá tầm trung nhưng lại có hiệu năng ổn áp nhất mình từng sử dụng luôn. Thì con điện thoại này được trang bị là con chip MediaTek Dimensity 1080, cho nên là phi xử lý của nó hoạt động rất là mượt mà và ổn định luôn. Những cái thao tác sử dụng bình thường của mình như là nghe, gọi, nhắn tin hoặc là xem phim ấy, thì mình thấy nó rất là mượt mà và ổn định, không có gì để phàn nàn hết. Tuy nhiên các bạn chơi game thì các bạn nên cài đặt ở cấu hình trung bình thôi nha, để đảm bảo là quá trình chơi game các bạn vẫn luôn mượt mà và ổn định nhất có thể nè. Một điều mà mình nghĩ là mình sẽ chấm cho em nó thêm một điểm cộng nữa là con điện thoại này sẽ không có bị nóng máy khi mà chúng ta đa nhiệm đâu nhé. Hoặc là khi mình xem phim mình vừa sạc pin đó các bạn, thì mình vẫn cảm thấy là nó chỉ hơi ấm máy một tí xíu thôi, chứ không phải bị nóng quá nhiều như các dòng máy khác đâu nhé. Nhắc đến pin thì con điện thoại này cũng sẽ được trang bị là viên pin 5000mAh giống như các thế hệ tiền nhiệm của nó nè. Và với cái viên pin này các bạn có thể sử dụng trong khoảng từ 1 đến 2 ngày nè. Và nó sẽ có kèm thêm sạc nhanh 25W nữa, cho nên các bạn chỉ cần mất 30 phút thì có thể sạc được 80% pin rồi đó. Và bởi vì con chip của điện thoại này nó sẽ có một cái tính năng là tiết kiệm pin và tối ưu với tình trạng của máy nè, cho nên là các bạn sẽ không cần phải quá lo ngại là con điện thoại này sẽ tốn pin đâu, mà trái ngược lại nó sẽ tiết kiệm pin khá khá đó. Tóm lại nè, sau một tháng sử dụng chiếc Samsung Galaxy A34 5G này á, thì mình nghĩ rằng á, là mình hoàn toàn hài lòng về em nó luôn. Bởi vì sao hả? Bởi vì cái thứ nhất nè là giá cả không quá mắc. Cái thứ hai, hiệu năng mạnh mẽ vượt trội trong tầm giá nè. Và cái cuối cùng là thiết kế lạ lạ hay hay như thế này thì mình nghĩ là nó hoàn toàn xứng đáng với từng xu các bạn bỏ ra luôn đó. Hiện tại sản phẩm được bán với mức giá là 7.790.000 đồng. Anh chị em có đang quan tâm thì đừng quên nhấn vào đường link bên dưới phần mô tả nhé. Anh em nghĩ thế nào về chiếc điện thoại này? Đừng quên comment bên dưới nhé. Và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ channel của 7S. Mình là Phương La, mình sẽ quay trở lại trong những video tiếp theo. Bye bye!